đã mang đến một ca khúc rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái phần biểu diễn của bạn có vẻ hơi run một chút xíu, vì bản thân Tâm rất là thông cảm, bởi vì bạn là người biểu diễn đầu tiên cho nên hoàn toàn có thể thông cảm được điều đó cho bạn. Nhưng mà bạn đã mang đến một bài hát khá tốt, khá hay, và quan trọng hơn là bạn đã thể hiện hết cái sự đam mê của mình. Đó là cái điều mà Tâm đang muốn được nhìn thấy ở bạn. Chúc mừng bạn. Em hát thì tôi cảm giác là em vì em quá run nên cái tiếng hát nó không chưa thoát được ra hết, nó chưa sáng, cái tiếng nó không có thoát ra ngoài. Có thể là vì em là rất là thông cảm, vì em là người đầu tiên trình bày bài hát, và cái đoạn điệp khúc tôi cảm giác là em có phải đẩy hơn nữa, mạnh hơn nữa, thì để cho nó có sự tương phản với đoạn đầu. Tuy nhiên thì cái phần trình bày của em cũng là một cái bài hát tôi nghĩ là tương đối hay. Cảm ơn em, chúc mừng. Đúng, em cảm ơn anh chú. Cái vấn đề của em là chỉ là run thôi cho nên là tôi cũng không muốn nói nữa, nhưng mà tôi nghĩ là tôi nên cảm ơn giám đốc âm nhạc của chúng ta đã xếp một cái tiết mục đầu tiên mà tôi nghĩ là có thể làm cho khán giả phấn khích. Chúc mừng bạn. Duy Khánh à, bạn đã bao giờ yêu và đã bao giờ tỏ tình với một cô gái nào chưa? Vâng, thực sự là câu hỏi bất ngờ quá. Em có thể giữ bí mật điều này đối với riêng mình được không ạ? Huy Khánh nghĩ là bạn có quyền giữ bí mật của mình, bởi vì Huy Khánh nghĩ là mình yêu ai, tỏ tình trước một người nào đó mình đã rung rồi, còn bây giờ bạn đang tỏ tình trước rất là nhiều khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay, và có hàng triệu khán giả Việt Nam đang xem đài nữa. Nhưng mà không sao, Huy Khánh nghĩ rằng nhiều khán giả sẽ yêu quý và nhắn tin bình chọn cho bạn với mã số bình chọn là 1. Quý vị khán giả thân mến, hãy soạn tin nhắn 1 gửi về tổng đài 6358 để bình chọn cho Nguyễn Duy Khánh. Và các bạn khán giả hãy nhớ, hệ thống bình chọn sẽ đóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 tuần sau. Tin nhắn của quý vị chỉ tính hợp lệ khi Huy Khánh công bố thời gian bình chọn bắt đầu. Và bây giờ Huy Khánh xin chúc mừng bạn đã thành công ca khúc vừa rồi và chúc bạn may mắn.